Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Phước Thạnh của thành phố Mỹ Tho nha. Thì ở trên mặt tiền đường bê tông này nè, có một miếng đất đang bán. Em sẽ giới thiệu cho anh chị xem ha. Thì đất của mình hiện tại chủ đang kêu giá là 1 tỷ 6 nha. Thì đường này á, hiện tại là đường 4m và xe ô tô 16 chỗ đi được. Cái hướng ở bên đây á, mình đi ra là mình sẽ tới quốc lộ 1A. Thì từ vị trí đất của mình mà mình đi ra tới ngoài ngay chỗ quốc lộ 1A á, là khoảng 350m nha. Đó, rất là gần luôn. Ở đây điện nước wifi có đầy đủ và có cả đèn đường luôn. Đó, anh chị xem là có đèn đường luôn ha. Rồi thì ở đây là đường bê tông ha. Xong rồi kế bên á là sẽ có một cái con kênh thoát nước nho nhỏ. Rồi miếng đất mà em giới thiệu cho anh chị là cái miếng đất ở bên đây nè. Đó, thì từ một cái đường đan mình sẽ đi qua một cái con kênh thoát nước này. Xong rồi mình mới bắt đầu là mình đi vô trong trái đất của mình. Thì em có nghe anh chủ nói á, là cái ở đây nè, là nhà nước là sau này là nhà nước sẽ làm cái con đường này rộng ra 8m. Thì là nhà nước sẽ đặt cái cống ở cái phần này. Nhưng mà hiện tại thì chưa làm, cho nên là nếu như mà anh chị muốn đi qua đất á, là mình phải bắt một cây cầu đi qua đất của mình. Thì mình bắt cầu ô tô hay là cầu xe máy gì đều được hết. Đây anh chị xem nè, ở đằng đây nè, mọi người cũng mới vừa bắt một cây cầu, mới vừa bắt một cây cầu kiên cố nè. Cầu này là em thấy hình như là cầu ô tô luôn á. Đây anh chị xem. Đó, ở bên đây là mọi người mới bắt một cây cầu nè. Đó, cầu kiên cố luôn, đẹp ha. Thì khi mà anh chị muốn đi qua đất á, mình có thể bắt một cây cầu giống như vậy ở ngay trước đất của mình. Còn không thì mình có thể bắt một cây cầu để đi bộ qua thôi, xe mình đậu bên đây cũng được. Hoặc là mình có thể bắt cầu ô tô để ô tô qua đậu bên sân. Đó. Thì đất của mình á, có diện tích bề ngang là 5m. Đây, bề ngang 5m là mình sẽ được tính từ cái chỗ các cây trụ này nha anh chị. Đó, từ cây trụ này mình sẽ đo dài qua tới bên đây. Nó là tới cây trụ này là bề ngang 5m. Chiều dài là 28m. 28m là mình sẽ được tính từ đây. Mình đo dài xuống tới cái mí này. Nó tới cây trụ này nha. Thì tổng diện tích đó là 142m2. Trong đó có 117m2 thổ cư. Chủ kêu giá là 1 tỷ 6. 1 tỷ 6 là giá chốt không thương lượng luôn nha. Tại vì lúc đầu á, là anh chủ gửi tụi em quay á, là giá 1 tỷ 750. Thì em hỏi anh là anh chốt giá bao nhiêu. Lúc đầu là anh cũng còn do dự nữa. Anh nói là kêu 1 tỷ 750 đi để cho anh chị còn trả xuống nữa. Nhưng mà em có nói riết á, thì anh mới chịu là thôi bây giờ em quay giá chốt cho anh là giá 1 tỷ 6 luôn đi. 1 tỷ 6 là chốt không thương lượng nha. Còn giấy tờ thì của ai nấy đóng. Đó, anh nói vậy đó. Thì nói chung là giá này á, thì nếu như mà anh chị quan tâm mình muốn mua á, thì mình sẽ đi xem rồi mình gặp trực tiếp với anh luôn để mình nói chuyện. Coi biết đâu ảnh có bớt thêm chút lọc này cho mình nữa không ha. À, hiện tại thì chưa có cầu qua, cho nên là em sẽ đi cây cầu này ha. Này. À, nói chung là trong đất là anh đã có cắm trụ cột ranh giới rồi, rõ ràng rồi anh chị xem nè. Nhưng mà cỏ ôm tùm quá, em sợ rắn lắm, em không dám đi xuống dưới anh chị ơi. Muốn đi vô cho anh chị coi lắm mà em sợ rắn quá. Đây nè, ở đây chắc anh chị thấy cây cọc nè. Đó, cây cọc này là trụ ranh giới nè, ngang qua bên đây. Thì bề ngang 5m, chiều dài là 28m ha. Tổng diện tích là 142m2. Trong đó có 117m thổ cư. Chủ chốt giá 1 tỷ 6 nha. À, hình như ở bên đây, để em xem có cái đường không. Em đi ké bên đây qua cho anh chị xem nha. Đất là em thấy là vuông vức đẹp luôn á nha. À, sát bên mình là có chợ Sòi Hộp nè, hoặc là chợ Trung An. Mình muốn đi chợ nào cũng được hết. Rồi trường tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3 của Phước Thạnh nè. Rồi bệnh viện đa khoa mới hay là trại rắn Đồng Tâm, ngã ba Trung Lương. Hoặc là vô trong thành phố Mỹ Tho cũng gần nữa. Thì ở đây là cũng gần cụm khu công nghiệp Trung An. Từ đây mà mình vô tới cụm khu công nghiệp Trung An là tầm khoảng 15 phút nha anh chị. Em sẽ đi ké vô trong đây em quay cho anh chị xem thử coi được không ha. À, ở đó nó có cái cổng rào là anh chị ơi, vô không được. À, anh chị xem nè, dân cư đông ha, nói chung là hàng xóm dân cư đông đúc nha, đường xe ô tô thoải mái luôn. Nhà hàng xóm thì san sát nhau, nói chung là tuyệt vời. Sát bên quốc lộ luôn, đường là xe 16 chỗ Vinh Vu luôn. Đường này thì còn mở rộng ra 8m nữa mà. Nó rất là rộng luôn ha anh chị. Đó, thì em sẽ quay sơ sơ cho anh chị xem nè.
Tại vì cái này cỏ âm tùm quá, em không dám đi vô, em sợ lỡ con rắn nó phập cho em một cái là đi đời luôn á, là em hết quay đất cho anh chị xem được luôn. Rồi em sẽ mở định vị cho anh chị xem nha. Thì nói chung ở đây á, là dân cư là em thấy là đông đúc, hai bên đường là rất là đông luôn. Mà con đường này nó cũng đẹp nữa, thông thoáng nữa, nói chung là thoải mái lắm. Em sẽ mở định vị cho anh chị xem nha. Đất của mình là nằm ở hướng Tây Bắc nha anh chị. Đó, đất là nằm ở hướng Tây Bắc ha. Đây anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng nha. Đó, ở đây là mình sát bên là bệnh viện đa khoa mới nè. Ở đây là ngã tư Đồng Tâm nè ha. Rồi cái chỗ vị trí này là chợ Sòi Hột nè, hoặc là ở bên đây là chợ Trung An. Thì ở đây mình đi chợ nào cũng được hết nha. Đó, còn dài dài ở ngay chỗ vị trí dài dài ở đây nè, là sẽ có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 của xã Phước Thạnh luôn ha. Từ đây mà mình ra ngoài quốc lộ 1A nè, khoảng 350m thôi, rất là gần luôn ha anh chị. Đó, rồi ở đây nè, mình đi vô trong thành phố Mỹ Tho cũng gần nữa. Ở ngay chỗ này là gần với cụm khu công nghiệp Trung An đồ nè. Từ đây mà mình đi tới cụm khu công nghiệp Trung An là khoảng 15 phút nha. Đây, từ vị trí đất của mình ha, mình đi qua tới ngay chỗ cụm khu công nghiệp Trung An nè, đó là tầm khoảng 15 phút thôi ha. Nó rất là nhiều luôn nè. Ở đây là trung tâm của thành phố Mỹ Tho rồi nè, có siêu thị Go Mỹ Tho nè ha, rồi siêu thị Cấp Mắt nè, bệnh viện đa khoa, bệnh viện 120, rồi sát bên là có chợ đêm Mỹ Tho nữa nè. Đó, rất là nhiều luôn ha. Trường chuyên cấp 1, cấp 2, cấp 3 là trường chuyên nè, trường Nguyễn Đình Chiểu, siêu thị Cấp Mắt đều đó, cái khu mà Vincom ở gần ngay chỗ bệnh viện đa khoa nữa. Nói chung á là từ đây á, đây, từ đất mình mà đi xuống đây cũng gần nữa nè. Đó, thì đất của mình á là ở xã Phước Thạnh của thành phố Mỹ Tho nha. Trung bình mà anh chị đi chợ là anh chị có thể đi chợ Sòi Hột hoặc là chợ Trung An, thì trung bình mà mình đi chợ là tầm khoảng 7 phút. Còn đi trường học, ủy ban, trạm y tế á, là tầm khoảng, nói chung là cũng khoảng 5 đến 7 phút nha. Còn mà từ đây á, mà mình về tới mình vô trong trung tâm của thành phố Mỹ Tho là khoảng 6,8 cây số nữa. Đây, 6,8 cây số mình đi xe là 12 phút nha. Đó là trung tâm của thành phố Mỹ Tho á. Còn từ đây mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh là 61 cây số, mình đi xe là 1 tiếng 21 phút nha. Đó, nói chung là thời gian nó có thể ngắn hơn, nhưng mà nhiều khi là bị kẹt xe cho nên là thời gian nó hơi chậm ha. À, em sẽ xem nha, từ vị trí đất của mình á, mà mình đi ra tới ngay chỗ khu công nghiệp Trung An khoảng bao xa ha. Từ đây mà mình ra tới cụm khu công nghiệp Trung An là khoảng 15 phút nha. Rồi thì em xin nhắc lại ha, đất của mình là thuộc về xã Phước Thạnh của thành phố Mỹ Tho. Đường trước đất, đường này là đường bê tông 4m và đường này xe 16 chỗ đi được. Từ đây mình đi ra ngoài quốc lộ 1A là khoảng 350m. Từ cái đường đan công cộng này mình sẽ đi qua một cái con kênh thoát nước, xong rồi mình sẽ qua tới bên đất của mình. Đó, thì nếu đi qua là mình sẽ phải bắt một cây cầu từ đây qua bên đất. Sau này thì khi mà nhà nước làm đường thì nhà nước sẽ đặt ống cống, còn hiện tại thì mình phải làm cầu nha. Thì đất của mình bề ngang là 5m, chiều dài là 28m ha. Trong đó có 117m² thổ cư, chủ chốt giá là 1,6 tỷ. Đó, giá cả thì nói chung là mình sẽ gặp trực tiếp với anh chủ đất để mình nói chuyện luôn. Nhưng mà anh nói thì giá này là giá chốt á, thì anh chị cứ đi xem rồi mình gặp trực tiếp luôn, mình nói chuyện thử coi anh có bớt thêm được cho mình chút đỉnh nào không ha. Chợ, trường học, ủy ban hay là gần sát bên trung tâm thành phố Mỹ Tho cũng gần nữa. Dân cư ở đây thì đông đúc luôn rồi. Nó nhà san sát nhau ha. Điện nước wifi đầy đủ nha, có cả đèn đường luôn. Vị trí này thì cũng khá là ổn luôn á.
nói chung là ổn áp. Rồi thì anh chị nào quan tâm tới miếng đất này á thì mình đi xem, liên hệ với bên chị Quyền Trang, rồi em sẽ dẫn đi xem trực tiếp ở ngoài luôn. Mình sẽ gặp anh chủ đất để mình nói chuyện luôn ha. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Bye bye. Trời ơi, chiều ở đây nó mát rười rượi luôn ha. Trời ơi, không khí trong lành, mát mẻ, đã lắm nha. Mà đường đi thì rộng rãi nè, thông thoáng nữa. Nói chung là thấy yêu đời lắm anh chị ơi. Vô đây là thấy mát mẻ yêu đời liền à. Rồi, bye bye.